xảy ra dịch COVID-19, anh Dương Trung Hiếu, một nhà khoa học vật lý ứng dụng trẻ, đã nảy ra ý tưởng tự chế dung dịch sát khuẩn tay miễn phí cho mọi người. Và từ đó hàng nghìn chai dung dịch đã được trao cho người dân thủ đô và các em học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần không nhỏ vào thành công của dự án Bàn Tay Sạch. Vào những ngày đầu xảy ra dịch COVID-19, chứng kiến nhiều người dân đôn đáo ngược xuôi mà không mua nổi một chai nước sát khuẩn tay. Khi mua được thì lại không đạt chuẩn theo quy định của ngành y tế. Với kinh nghiệm nghiên cứu khoa học lâu năm và công thức được cung cấp bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, anh Hiếu đã tự mình chế tạo và cho ra đời sản phẩm sát khuẩn tay an toàn và phát miễn phí cho những ai có nhu cầu. Đầu tiên thì tôi chỉ định là có 50 chai 550ml nhỏ tặng bạn bè dùng cho tôi và tặng bạn bè thôi. Nhưng mà sau khi mà đăng lên cái Facebook, cái công thức mà của Tổ chức Y tế Thế giới, thì tôi có được rất là nhiều người xin. Và sau đó thì tôi quyết định là sẽ nhập thêm 600 chai nữa từ một người bạn quen. Rất may mắn là cô đây đã đáp ứng đủ toàn bộ 600 chai và bạn có thể tin tưởng hình dung là trong vòng 4 ngày 600 chai đã hết sạch. Các nguyên liệu đều được anh Hiếu đặt mua tại Đại học Y Hà Nội. Kinh phí ban đầu do anh tự bỏ tiền túi, nhưng thông qua kênh Facebook của anh, rất nhiều người đã ngỏ ý ủng hộ. Nhiều sinh viên cũng tự nguyện tìm đến phòng nghiên cứu và tham gia hỗ trợ anh. Để chế tạo một lọ nước rửa tay này thì cũng không quá khó khăn, chỉ mất khoảng 5 phút là có thể thực hiện được. Làm được những cái sản phẩm và tặng miễn phí thì mọi người hầu như rất là vui, bởi vì có nhiều người có nhu cầu muốn mua nhưng mà không biết rằng là nên mua ở đâu, tìm nguồn cung như thế nào và giá tiền sẽ ra sao. Thì khi mà mình tặng những đồ miễn phí như này thì hầu như mọi người rất là vui mừng và phấn khởi. Sự cổ vũ từ mọi người đã tiếp thêm động lực cho anh Hiếu mở rộng hoạt động, đồng hành cùng dự án Bàn Tay Sạch, pha chế hàng nghìn chai dung dịch rửa tay đạt chuẩn dành cho các học sinh miền núi. Hơn 2.500 chai 500ml đã được chuyển đến tận tay các em nhỏ tại Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu và một số tỉnh biên giới phía Bắc, giúp các em chung sống an toàn với dịch bệnh.